Bây giờ lại quay về nhìn sang với Jun nha mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúng tôi đang ở nhà hàng Ama của Võ Văn Tần số 62. Số 62 giờ Văn Tần, đối diện là hả gì á? Bán cát sắt. Khu bán cát sắt, chợ cát sắt. Ủa đây đại học mở đúng không ta? Để tìm lắm tâm bê chạy xuống đúng rồi. Tới rồi. Cho nên là tâm bê này. Nói chung sắp sẽ tiếp tục ăn cái con thiên nga này. Ủa ăn nãy giờ chưa hết hả em? Ăn cái thứ hai rồi. Cái thứ hai đó. Phần người ta mỗi người có một cái, có hai cái. Ăn hai con. Mọi người làm lấy không biết ăn luôn á. Ngại quá hả? Mọi người lên cho em ăn nhé. Anh Jun của em. Chào mọi người. Quân đang cái món này là món gì không biết. Xíu mại sò điệp. Đó là mấy quán ăn mình mời anh nhiều quảng cáo mới đúng như vậy. Anh ăn rất là ngon miệng nha. Có tiền giá. Dạ anh Jun ăn rất là ngon miệng luôn.